Nào, một hai ba nào. Nào. Một, cố lên, cố lên. Chắc mẹ ra vui quá luôn, vừa là ngại. Ờ, đúng rồi, nào, cố lên. Em mỏi chân quá rồi. Nhà năng thích đứng ấy. Nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh thôi. Nó lại đánh làm nữa. Cố lên. Thế rồi. Chân chân lại chân để choáng quá. Kê cho nó đứng, kê nó việc gì? Thôi. Không đứng được. Cố lên này, chị Bông Hân cổ vũ em đi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Chị giúp đỡ nào. Kê Bông. Em. Kê em tự em đứng. Nào, 1 2 3 nào. Kê 1 2 3. Nào, tiếp tục ạ. Nào. 1 2 3 1 2 3. Giờ ra. Nào cố lên nào. Nào cố lên nào. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Quên luôn rồi. Mẹ ra có phải giúp ấy. Phải đỡ chứ. Nào. Nào cố lên. Chi a ki. Con đi đi mẹ. Anh đây này. Mẹ đây con nhá. Này con đứng, con đứng nào. Đứng đứng. Đứng lên chị này. Du đang tập đứng à. Không thích cô. Nào, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, chia kỷ. Nào, 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 nào. Đi chị Bông ơi, nào, bắt đầu. Nào, cố lên, cố lên, cố lên. Nào, giơ hai tay lên nào, dê. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chắc bây giờ ấy đứng được rồi đấy. Ô, cửa kia đóng cho anh Du nhỉ? Đúng rồi mà. Sao nhìn nó lệch sang bên kia nhỉ? Bây giờ em nóng chưa? Anh còn biết rồi.